Xin chào tất cả các bạn, chắc hẳn các bạn cũng biết ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, ngày mà chúng ta dành ra để tôn vinh một nửa thế giới, đúng không ạ? Bởi hơn ai hết, những người phụ nữ là những người vô cùng tuyệt vời. Họ đã gánh vác rất nhiều những trọng trách, phận sự trong gia đình cũng như là ở ngoài xã hội. Và ngày hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, ngày 8 tháng 3. Hãy cùng nhóm game thủ Tình Kiếm 3D đi trao tặng những phần quà, những bông hoa vô cùng đẹp đến tất cả các chị em nhé. Có một ngày 8 tháng 3 như thế nào ạ? Ừ, tất nhiên là ngày của mình mà, nên là rất là vui em ạ. À, hôm nay cháu nói cô mới nhớ là tự nhiên thấy chú dắt ra đây ngồi ngắm cảnh, ngắm đường phố, mà cô thấy tự nhiên hôm nay là đường phố nó nhộn nhịp, hoa lá cành nhiều quá mà cô cũng không nghĩ ra. Chắc là ngày nào cũng như ngày nào là vì cô đi làm suốt. Ở cơ quan chị cũng tổ chức 8 tháng 3 rồi, cũng có quà, có hoa rồi. Nhưng mà chỉ mong là ở nhà chồng và con cũng chuẩn bị quà với hoa rồi thôi. Em thì sáng sớm bố đã nhắn tin chúc rồi, chồng thì chưa thấy gì. Vẫn bình thường thôi, chị vẫn đi bán hàng bình thường. Có khi 8 tháng 3 thì các bạn đi chơi nhiều thì đông các bạn đi thì mình bán đắt hàng. Nếu có một món quà mà muốn chồng tặng thì chị muốn chồng tặng gì ạ? Chị á, chị chả coi như là đòi hỏi gì cao cả. Thứ nhất là cái tinh thần đã, rồi là kiểu gia đình cái đầm ấm hạnh phúc đã, rồi quà gì cũng được. Thì là phụ nữ mà, ai cũng thích là có quà. Thế nên là chị cũng mong là ngày hôm nay chị sẽ được nhận món quà đang chờ đợi đấy. Thì phụ nữ thì ai chỉ mong muốn món quà thì món quà là hạnh phúc của gia đình thôi, con cái, chồng con vui vẻ thôi. Chồng chị thì bây giờ tặng quà gì thì cũng là chị cũng thích hết, bởi vì là không biết là có nhớ hay không ấy. Trong ngày 8 tháng 3 này thì cái điều mà mong muốn lớn nhất của chị là gì ạ? Ừ thì chị cũng muốn là chồng chị về sớm hơn, rồi là lo cho con cùng nhau ấy, là làm một bữa cơm ấy, là cả gia đình cùng ăn. Chị chỉ mong là nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ đấy. Con cái thì ăn uống no nê rồi, mình sức khỏe là được, không cần cái gì cả. Chú muốn dành một món quà rất bất ngờ cho cô, cho nên là chú mới đưa cô lên bờ hồ đầu tiên để ngắm cảnh. Xong rồi tí nữa chú sẽ mua một món quà đặc biệt để tặng cô. À, thực sự là rất là tuyệt vời đúng không cô? Và lúc này thì cô nghe được là chú nói như vậy thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Cô thấy cảm động quá. Chả trách hôm nay tự nhiên cô thấy chú vào bếp rửa bát, lau nhà. Xong rồi cô bảo hôm nay thì tại sao tự nhiên siêng thế nhỉ? Chả thích quà gì cả, tặng gì thì cô lấy. Chứ rồi cô chả thích cái quà gì. Tại vì các cô làm như này thì cũng chả có ngày nào mà là ngày chỉ có phục vụ nhà thành phố. Mình bán hàng như thế này thì cái thu nhập của mình có cao không ạ? Hôm nay về ra thì đi về không, có hôm thì có 2-3 khách vào. Thế thôi. Thế cô ơi, ngày 8 tháng 3 thì cô thích quà gì nhất ạ? Cô không biết, cô chẳng biết quà nào cả. Từ trước đến giờ thì mình đã được các con tặng cho mình hay là chồng tặng quà chưa ạ? Chồng có con gì hết. Cô chỉ sống thế này thôi. Về cô kiếm được hào nào cô ăn thôi. Không có chồng con đâu. The hallway misses you. Your footsteps on the stairs. Your smile as you turn the key and push the door to see me standing there. Your pillow lay untouched last night, and when I woke from the dream,
tìm kiếm 3D thực phẩm tín hiệu chính thức ra mắt tại đây sẽ tăng to và tiếp tục đây.